Tiếp tục lan tỏa những hành động ý nghĩa của mình, mới đây tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đón một mùa trăng trọn vẹn và ý nghĩa. Các em được nhận quà đều là những trẻ em được tập đoàn Tân Hiệp Phát nhận vào chợ cho đến năm 18 tuổi trong chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời do Báo Thanh Niên khởi xướng nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em bị mồ côi sau đại dịch COVID-19. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của doanh nghiệp mỗi dịp Tết Trung Thu nhằm giúp trẻ em khó khăn có thêm niềm vui, động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành. Được biết, trong tháng 9 này, tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ phối hợp với các tổ chức trên khắp các tỉnh thành trao hơn 50.000 bánh trung thu, tổng trị giá hơn 900 triệu đồng cho thiếu nhi. Trong đó, đơn vị sẽ trực tiếp trao tặng những phần quà bánh ý nghĩa đến trẻ em tại các mái ấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp các em có thêm niềm vui đón Tết thiếu nhi trọn vẹn hơn. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã trao hàng nghìn phần quà nhằm chăm lo cho đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.